Kính thưa quý khán giả, nhiều thách thức với thủ tướng trẻ tuổi nhất trong lịch sử Thái Lan. Đây chính là tiêu điểm được báo Sài Gòn Đầu tư Tài chính phân tích trong bản tin hôm nay. Bên cạnh đó, bản tin còn có các thông tin đáng chú ý khác. Kinh tế thế giới giữa vòng xoáy xung đột Trung Đông. Bà Harris lần đầu công bố chính sách kinh tế. Thưa quý khán giả, với 319 phiếu thuận, 145 phiếu chống và 27 phiếu trắng, bà Pettonthan Sinawatra trở thành vị thủ tướng trẻ tuổi nhất lịch sử Thái Lan, thay cho người tiền nhiệm ông Srettha Thavisin vừa bị Tòa án Hiến pháp bãi nhiệm hôm 14 tháng 8 vì bổ nhiệm một bộ trưởng từng bị kết tội hình sự. Trong cuộc họp báo sau phiên bỏ phiếu, bà Pettonthan cam kết nỗ lực hết sức để thực hiện nhiệm vụ, bất kể phía trước là thử thách gì. Bà khẳng định sẽ tạo ra cơ hội cải thiện chất lượng sống và trao quyền cho tất cả người dân Thái Lan. Là con út trong số ba người con của cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra, người điều hành đất nước từ năm 2001 đến năm 2006. Bà Pettonthan cũng là người thứ ba trong gia tộc Shinawatra trở thành thủ tướng của Thái Lan, sau cha bà và cô ruột Jinruk Shinawatra. Đó là chưa kể ông Somchai Vongsawat, anh rể ông Thaksin, với thời gian ngắn làm thủ tướng Thái Lan trong năm 2018. Theo báo The Nation, bà Pettonthan chính thức bước chân vào chính trường vào tháng 10 năm 2021, khi đảm nhận vai trò chủ tịch Ủy ban Tư vấn Đổi mới và Hòa nhập của đảng Phiêu Thai. Bà Pettonthan có sự thể hiện nổi bật suốt chiến dịch tranh cử của Phiêu Thai trong cuộc tổng tuyển cử hồi năm ngoái. Tuy đang mang thai, song gần như bà không hề vắng mặt. Đến khi gần sinh con, không đi lại được nữa, bà vẫn vận động tranh cử thông qua video tại các sự kiện. Mặc dù đảng Phiêu Thai chỉ về nhì trong cuộc bầu cử vào tháng 5 năm 2023, nhưng lại được phép thành lập chính phủ sau khi ứng viên thủ tướng Pita Limma Rendrat của đảng Tiến Bước mới bị giải tán gần đây, bị Quốc hội Thái Lan tước tư cách. Phiêu Thai sau đó cùng với 10 đảng khác lập liên minh và ông Restha trở thành thủ tướng. Đến tháng 10 năm 2023, bà Pettonthan được bầu làm lãnh đạo đảng Phiêu Thai. Trong chính phủ của người tiền nhiệm Restha, bà đảm trách ủy ban về thúc đẩy quyền lực mềm của Thái Lan ra nước ngoài. Trở thành thủ tướng trẻ nhất lịch sử Thái Lan, lợi thế lớn của bà Pettonthan cũng nằm ở sức trẻ. Với biệt danh Ung Minh, bà nhanh chóng thu hút sự ủng hộ của nhóm cử tri trẻ tuổi. Có thể nói, việc bà Pettonthan trở thành thủ tướng chứng tỏ sức mạnh và vị thế của gia tộc Shinawatra, nhất là sau khi ông Thaksin trở về nước vào năm ngoái, chấm dứt 15 năm lưu vong. Bà Pettonthan đã tiếp xúc với chính trị từ khi còn rất nhỏ, khi chứng kiến ông Thaksin thực hiện nhiệm vụ thủ tướng và tháp tùng cho mình trong các chiến dịch tranh cử trong nhiệm kỳ 2001-2006. Kể từ đó, con gái của cựu thủ tướng đã trở thành tâm điểm chú ý và nổi tiếng trong xã hội Thái Lan. Bà Pettonthan tốt nghiệp khoa học chính trị tại Đại học Chulalongkorn và theo học thạc sĩ quản lý khách sạn tại Đại học Surrey. Sau đó, bà trở về điều hành doanh nghiệp khách sạn của gia đình. Dù thừa nhận ảnh hưởng từ gia đình, nhưng bà Pettonthan khẳng định không phải là cái bóng của cha mình và vẫn có những quyết định của riêng mình. Tuy nhiên, với vốn kinh nghiệm chính trị còn khiêm tốn, lại chưa từng nắm giữ bất cứ vị trí nào trong chính phủ, dân cử hay bộ máy hành chính. Dự báo bà Pettonthan sẽ gặp phải không ít khó khăn, đặc biệt là khi nền kinh tế Thái Lan còn đang chật vật hồi phục sau đại dịch COVID-19. Thủ tướng vừa bị bãi nhiệm Restha và đảng Phiêu Thai vẫn chưa thực hiện được một trong những chính sách trọng tâm của đảng này là chương trình phát 10.000 baht, tương đương 276 đô la Mỹ, vào ví điện tử cho mỗi người dân đủ điều kiện để kích thích kinh tế. Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý khán giả, theo các chuyên gia kinh tế, nếu các nỗ lực ngoại giao thất bại, triển vọng kinh tế của các nước trong khu vực sẽ bị tổn hại nghiêm trọng. Dòng chảy thương mại của hàng hóa, nhất là dầu mỏ, sẽ bị gián đoạn, gây thêm rủi ro cho đà phục hồi còn mong manh của kinh tế thế giới. Theo báo The Nation News của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, xung đột lan rộng tại Trung Đông có thể làm kinh tế Liban sụp đổ. Tăng trưởng kinh tế sẽ giảm từ 10 đến 15% trong năm nay. Doanh thu của ngành du lịch giảm hơn 50%. Hãng đánh giá tín nhiệm S&P cho rằng trong kịch bản xung đột leo thang, các mục tiêu đầu tiên ở Liban có thể bao gồm các tài sản quân sự của lực lượng Hezbollah trong hoặc gần các cơ sở hạ tầng quan trọng như sân bay quốc tế Beirut Rafic Hariri, cảng biển Beirut, các thành phố Sidon và Tyre, cũng như tất cả các cảng nhỏ hơn ở miền nam Liban. Theo truyền thông địa phương, Liban đang phải vật lộn với những gì mà Ngân hàng Thế giới đánh giá là một trong những cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu tồi tệ nhất kể từ giữa thế kỷ 19.
ngành ngân hàng Liban đang phải đối mặt với khoản lỗ hơn 70 tỷ đô la Mỹ và đồng nội tệ mất hơn 90% giá trị so với đồng đô la Mỹ kể từ năm 2019, thời điểm quốc gia Trung Đông này rơi vào cảnh vỡ nợ đầu tiên trong lịch sử. Xung đột cũng sẽ kéo lùi đà tăng trưởng của nền kinh tế Iran, vốn đang chịu sức ép lớn từ các lệnh trừng phạt của Mỹ và phương Tây. Ông Gary Durant, giám đốc điều hành của The Global CIO Office có trụ sở tại UAE cho rằng Iran lo ngại rằng hành động trả đũa Israel có thể khiến triển vọng nới lỏng một số biện pháp trừng phạt trở nên mong manh hơn. Theo dự báo của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, tăng trưởng kinh tế của Iran dự kiến sẽ chậm lại ở mức 3,3% trong năm nay và 3,1% vào năm 2025. Trong khi đó, tăng trưởng kinh tế của Israel đã chậm lại kể từ khi nước này phát động cuộc tấn công vào dải Gaza sau cuộc tập kích bất ngờ hôm 7 tháng 10 năm 2023 của lực lượng Hamas vào miền nam Israel. Ngân hàng Trung ương Israel nhận định tác động trực tiếp của cuộc xung đột đối với nền kinh tế nước này sẽ tiếp diễn cho đến đầu năm 2025. Theo ước tính trước đó, chi phí của cuộc xung đột trong giai đoạn 2023-2025 là khoảng 66,54 tỷ đô la Mỹ, tương đương 13% GDP năm 2024, với chi tiêu quốc phòng và dân sự tăng cao, trong khi nguồn thu từ thuế sụt giảm. Xung đột cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế Palestine. Liên Hợp Quốc ước tính kinh tế Palestine đã giảm 29% kể từ khi xung đột nổ ra. Tỷ lệ nghèo đói ở dải Gaza là hơn 50% và tiếp tục tăng. Chi phí tái thiết sau xung đột có thể lên tới 30 đến 40 tỷ đô la Mỹ. Không những thế, xung đột một khi lan sang Liban và Iran sẽ ảnh hưởng đến niềm tin của nhà đầu tư vào khu vực và sẽ tác động đến các lĩnh vực từ du lịch, hàng không, vận chuyển đến bán lẻ và bất động sản. Theo các nhà phân tích, mối đe dọa kinh tế lớn nhất có thể xuất hiện từ sự tham gia trực tiếp của Iran vào cuộc xung đột. Hậu quả sẽ là sự gia tăng đột biến của giá dầu, khiến thị trường biến động mạnh và tác động đến sự ổn định kinh tế toàn cầu. Trung Đông vẫn là trung tâm sản xuất dầu mỏ của thế giới và những bất ổn do xung đột có thể dẫn tới hiệu ứng lan rộng ảnh hưởng đến giá năng lượng, vốn dễ biến động do căng thẳng địa chính trị đang diễn ra. Tình trạng sụt giảm nguồn cung, bất kể vì lý do gì, có thể làm chậm đà tăng trưởng cũng như làm gia tăng lạm phát toàn cầu. Các quốc gia có mối quan hệ kinh tế chặt chẽ với khu vực hoặc phụ thuộc vào nguồn cung cấp năng lượng ổn định, chẳng hạn như các quốc gia ở châu Âu và châu Á, có thể cần đánh giá lại những chính sách và chiến lược năng lượng của mình để có thể mua hàng trong dài hạn. Ngoài ra, những biện pháp trả đũa có thể dẫn đến các lệnh trừng phạt kinh tế của nhiều nước đối với Israel. Các lệnh trừng phạt có thể leo thang thành các cuộc đối đầu thương mại rộng lớn hơn, gây ảnh hưởng đến các lĩnh vực khác ngoài năng lượng. Trong khi đó, các tuyến vận tải hàng hải quốc tế đang chật vật chống đỡ trước những cuộc tấn công của lực lượng Houthi ở Biển Đỏ, có thể phải đối mặt nhiều mối đe dọa hơn. Lực lượng Houthi đã liên tiếp tấn công vào các tàu thương mại ở Biển Đỏ, tuyến vận tải huyết mạch nối châu Á với châu Âu để trả đũa Israel và tuyên bố sẽ tiếp tục hành động. Một số tổ chức tài chính hàng đầu cảnh báo đà phục hồi của kinh tế thế giới có thể chuyển biến theo chiều hướng xấu trong bối cảnh các nỗ lực hòa giải của cộng đồng quốc tế để hạ nhiệt điểm nóng Trung Đông có nguy cơ tăng vỡ và các con đường đi đến đàm phán dường như đang bế tắc. Ứng viên Tổng thống Mỹ Kamala Harris hôm 16 tháng 8 đã phát thảo các đề xuất cắt giảm thuế cho hầu hết người Mỹ, cấm thổi giá của các cửa hàng tạp hóa và xây dựng thêm nhà ở giá rẻ như một phần của nền kinh tế cơ hội mà bà dự định theo đuổi nếu đắc cử vào Nhà Trắng. Trong bài phát biểu đầu tiên tập trung vào nền kinh tế với tư cách là ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ, bà Harris cam kết sẽ đưa khoản tín dụng thuế trẻ em mới lên tới 6.000 đô la Mỹ cho các gia đình có trẻ sơ sinh, cắt giảm thuế cho các gia đình có trẻ em và giảm chi phí thuốc theo toa. Phó Tổng thống cũng kêu gọi xây dựng 3 triệu đơn vị nhà ở mới trong 4 năm và ưu đãi thuế đối với những người xây nhà cho những người mua nhà lần đầu. Bà Harris nói nền kinh tế Hoa Kỳ đang mạnh nhưng giá cả vẫn còn quá cao. Bà cho biết sẽ tập trung hoàn toàn vào tầng lớp trung lưu với tư cách là Tổng thống. Chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng cái mà gọi là nền kinh tế cơ hội. Xây dựng tầng lớp trung lưu sẽ là mục tiêu quyết định trong nhiệm kỳ Tổng thống của bà. Vì bà tin tưởng mạnh mẽ rằng khi tầng lớp trung lưu mạnh, nước Mỹ sẽ lớn mạnh. Tuy nhiên, chương trình nghị sự của bà Harris có thể gặp phải sự phản đối từ các tập đoàn và quốc hội, những nơi đã bác bỏ các đề xuất tương tự khi chúng đến từ Tổng thống Joe Biden. Theo kế hoạch, bà Harris sẽ tiết lộ thêm chi tiết về các kế hoạch kinh tế của mình trong những tuần tới, với mong muốn tạo ra sự tương phản đối với đối thủ của bà, đảng Cộng hòa Donald Trump, về các giá trị kinh tế nói chung và cụ thể là về thuế quan và thuế. Cựu Tổng thống Trump đã đề xuất mức thuế nhập khẩu mới trên diện rộng, một ý tưởng mà Harris phản đối.
các cố vấn kinh tế của Trump là Kevin Hassett và Stephen Moore lập luận rằng các đề xuất của Harris sẽ thúc đẩy lạm phát và gây tổn hại đến nền kinh tế. Một đề xuất cung cấp tới 25.000 đô la Mỹ cho những người lần đầu mua nhà sẽ không làm gì hơn là tăng giá nhà. Đảng Cộng Hòa đổ lỗi cho Biden và Harris vì đã điều hành nền kinh tế mà giá cả tăng cao và đổ lỗi cho các chính sách của họ đã thúc đẩy lạm phát. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng dành cho bản tin Chuyển động Kinh tế Góc nhìn chuyên gia của báo Sài Gòn Đầu tư Tài chính hôm nay. Chân thành cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.